Nếu bạn đó là chịu không? Chịu luôn. Chịu luôn? Ủa gì vậy? Là ai cũng chịu hết trơn hả? Có, thí dụ ở đây nè, nó là bạn này thì em. Rồi nếu bạn khác? Bạn khác em không chịu. Đúng bạn này em mới chịu. Đúng bạn này em mới chịu. Rồi, xin chào hai em. Bây giờ thì chàng trai sẽ giới thiệu trước ha. Lời đầu tiên anh xin chào quý khán giả đang xem YouTube, em chào chị Khách Tường. Em tên là Lê Bảo Lân, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1991, quê quán ở tỉnh Hậu Giang và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà có 6 anh em trai, em là người thứ hai. Công việc hiện tại là phụ nhà kinh doanh mặt hàng sỏi đá trang trí. Nhà đông nhân công không? Nhà em là có 3 anh em với lại thêm 2 người làm. Dạ, rồi mấy anh em rồi là có vợ chưa? Anh hai thì có vợ, xong tới em là chưa. Còn 4 đứa em thì chưa luôn. Trời ơi, đông vậy rồi mai mốt mình lấy vợ là mình ra ở riêng hay là ở chung trong nhà luôn? Tùy vào hoàn cảnh kinh tế gia đình. Nhưng mà hiện tại 30 rồi là phải có định hình trước cái dự kiến gì trong tương lai chưa? Sau khi em lập gia đình đó là em có xu hướng là ra ở riêng. Nhưng mà gia đình ba mẹ có cho chịu cho ra ở riêng không? Tại vì ba mẹ em rất là dễ tính thì con cái cũng lớn rồi, tùy vào sự quyết định của con thôi. Rồi 30 tuổi đang phụ việc, đang làm trong nhà thì bản thân em có ỷ lại gia đình không? Mình có tích góp cái gì riêng để cho mình sau này cho có cái tương lai riêng của mình chưa? Đối với em thì không có ỷ lại cái vấn đề đó, thì công việc mình làm hết sức tại vì làm cho nhà. Rồi cái tích góp thì em có tích góp được một số để mà chuẩn bị cho cưới vợ và tương lai. Đó, vậy thì được. Cụ thể là được bao nhiêu rồi? Dạ cũng trên dưới 1 tỷ đồng. Dạ cũng trên dưới 1 tỷ đồng. Trời ơi, thì là ngon lành, được, đồng ý. Còn em gái, chào dạ, em. Em chào chị, dạ. Em chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia và chào khán giả đang xem chương trình Hẹn Ăn Trưa. Em xin trực tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Niêm, 27 tuổi, quê quán tại Thừa Thiên Huế. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là điều dưỡng, em đang làm việc tại bệnh viện ở quận 10. Gia đình em thì có 8 anh chị em. Thôi, gia đình thì đông anh chị em không vậy? Phải, anh chị em thì đều lập gia đình và có cuộc sống ổn định hết. Còn mình em thôi. Dạ, nên hôm nay em cũng mong muốn lên chương trình á, thì nhờ chị Tường là xe duyên giùm em. Em ra mắt con rể út cho ba mẹ. À rồi, thế bây giờ trước tiên là từ từ cho chị hỏi một xíu. Là em nói em làm điều dưỡng thì trong cái mùa dịch Covid vừa rồi đó, thì cái công việc của em như thế nào? Trải qua một cái đợt dịch vừa rồi á, thì công việc tụi em cũng khá căng thẳng và áp lực. Nhưng mà nhiều khi thấy bệnh nhân người ta đau đớn trong bệnh tật á, thì tụi em cũng cố gắng để vượt qua những cái khó khăn trong công tác, để giúp bệnh nhân là có thể là sớm về với gia đình. Mình làm trong ngành y như vậy, mùa dịch như vậy thì ở nhà ba mẹ có lo lắng không? Dạ, mùa dịch thì tụi em đi làm và tụi em sẽ không có về nhà. Bệnh viện sẽ sắp xếp khách sạn để cho tụi em ở tại đó. Thì hàng tuần bệnh viện cũng sẽ test Covid cho tụi em. Dạ, thì ba mẹ cũng có lo lắng. Nhưng mà nhiều khi em thấy mình, trách nhiệm của mình là mình phải làm. Tại vì mình là người trong ngành rồi, nếu mà mình đứng ra một bên á để cho các đồng nghiệp khác làm thì em thấy nó không có đúng, và cảm giác lương tâm mình cũng không cho phép nữa. Cái công việc đó thực sự ai có tham gia hỗ trợ hoặc là làm những cái thông công tác nghề thiện nguyện trong mùa dịch thì mới hiểu rằng là những y bác sĩ, những người làm trong ngành y cực lắm, đổi bẩn cái bộ đồ mà bảo hộ không, em hình dung không? Dạ. Nó ngợp, nó mệt, thở không có nổi. Dạ, đúng rồi. Đúng không em? Dạ. Thôi nhưng mà qua hết rồi mà thời điểm này tụi mình còn ngồi đây là tụi mình quá hạnh phúc, quá may mắn rồi. Điểm mạnh, điểm yếu là gì? Nói chuyện hài hước, hoạt động, sở thích là đi du lịch, leo núi. Rồi đó, giờ đi được những đâu rồi? Em được leo được núi Bà Đen, Tây Ninh, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Khuyết điểm thì hơi nóng tính khi làm việc. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của Hiên là gì? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, biết gói hoa, em cũng khá tâm lý. Rồi điểm yếu của em thì em hơi cầu toàn, với lại nhiều khi cũng không có được tự tin lắm. Không tự tin trong việc gì em? Sẽ có một vài trường hợp nhiều khi đi đâu đó hay làm gì bất kỳ gì đó, nhiều khi em cũng hơi không được tự tin nhiều. Mình cũng dễ thương rồi, dạ. Công việc mình cũng ổn định thì em đang không có tự tin về điều gì của bản thân mình? Tại đôi khi thấy bản thân mình chưa đủ tự tin thôi. Dạ. Thôi nhiều cố gắng lên nha. Dạ, em cũng cố gắng khắc phục. Em rất là dễ thương, không có vấn đề gì hết. Trong cái công việc của mình thì sao, mình có cái kỷ niệm gì hoặc là cái ngành của mình chọn là ngành gì? Hiện tại em đang làm khoa thận. Về bệnh nhân suy thận thì người ta nói chung là cái giai đoạn cuối rồi, thì cái sự sống của người ta nó cũng không còn nhiều nữa. Nên nhiều khi chứng kiến những cái cảnh mà bệnh nhân ra đi á, thì cái thời gian đầu mà em mới bước chân vào nghề á, thì em cũng từng khóc khi thấy bệnh nhân ra đi, vì mình không có giúp được gì cho người ta. Dạ, mình cảm giác mình bất lực, mình không giúp gì được cho người ta nữa. Nhưng mà sau thời gian vài năm đi làm á, thì em quen dần với điều đó, em chỉ thấy buồn và em không còn khóc nữa. Ví dụ như có một người vợ mà làm cái nghề điều dưỡng thì em có hỗ trợ không, hay là em không có muốn vợ mình làm trong cái ngành này? Thì vợ em nếu mà là một điều dưỡng rất là tốt, tại vì có thể chăm sóc người trong gia đình được, hoặc là chăm sóc con rất tốt. Thì em rất là thích. Giờ tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Trước giờ trải qua
hai mối tình chính thức, còn lạch vạch thì không kể. Có lạch vạch nữa hả? Rồi đâu kể cho Tường nghe coi cái nó như thế nào. Mối tình là hồi xưa em đi học Đại Công Giáo. Là em đi học hình trưởng cấp 3 để mà dạy sư phạm giáo lý á. Thì có quen một bạn đó thì cũng khoảng gần 2 năm. Do lý do là không hợp nên là chia tay thôi. Có nghĩa là hai bên gia đình thì cảm thấy cho hai đứa tự do nhưng mà tính tình thì không hợp nhau. Thì bạn đó bạn chú tâm vào cái việc đi nhà thờ nhiều quá, là không lo cho gia đình đó. Cái gì hồi đó giờ tôi thấy là không có đạo, cho nên là họ không cùng chung đạo rồi chia tay. Lần đầu tiên nghe là đang lo đi nhà thờ nhiều quá. Có nghĩa là đi nhà thờ nhiều quá thì có những việc mình cần chia sẻ với nhau thì không có thời gian. Không có thời gian, có nghĩa là cần sự quan tâm và chia sẻ trong lúc yêu nhau. Rồi cái mối tình thứ hai. Dạ, mối tình chính thức thứ hai mới chia tay đây khoảng 2 năm. Quen được bao lâu? Quen được chưa tới nửa năm. Rồi sao chia tay? Thì cái bạn đó là bạn bảo thủ quá. Bảo thủ là sao? Bạn có những cái tâm tư và chuyện buồn thì không có chia sẻ với em biết. Thì tới khi em hỏi cũng không nói, cứ giữ trong lòng như vậy. Thì em mới nói là nếu mà không chia sẻ như vậy thì có anh để làm gì. Thì thôi, chia tay. Hay là bạn đó có người khác? Dạ không, em biết chắc là không. Thế giờ em muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Có một xu hướng hướng ngoại và một xu hướng hướng nội. Bạn gái em ở ngoài thì làm công việc, chiều tối về thì cùng nhau để hỗ trợ vun đắp cho gia đình. Thì những ngày nghỉ thì có thể đi chơi cùng nhau này kia. Em suy nghĩ như thế nào về những cái chia sẻ của anh? Thì em cũng có cái suy nghĩ cũng gần gần giống anh đó. Là giống như khi mà mình lập gia đình á, cả hai đều sẽ cùng nhau là chăm lo gia đình cho hai bên. Ví dụ khi gia đình bên vợ cần cái gì đó giúp đỡ thì mình sẵn sàng mình chia ra để mình giúp. Có nghĩa là mình sống thì mình phải biết là báo hiếu với ba mẹ. Tại vì có ba mẹ mới có mình. Đúng rồi, có nghĩa là tứ thân phụ mẫu. Chứ ta đâu có nói là nhị đâu. Tứ thân phụ mẫu có nghĩa là sao? Một con người luôn luôn phải tứ thân phụ mẫu, nghĩa là cả ba mẹ bên chồng, ba mẹ bên vợ. Rồi tình trường của em thì sao? Dạ em thì chưa có trải qua một mối tình chính thức nào hết. Khi mà cái người em thích thì người ta không thích em. Còn cái người mà thích em thì em lại không có cảm xúc với theo người tình, ta. Tình phụ, dạ. Phụ tình, tình theo. Là chưa có một mối tình nào mà hai đứa dậm chân tại chỗ hết trơn hả? Tại vì khi mà giống như trong quá trình mà tìm hiểu mà em thấy không hợp thì em sẽ dần, chứ em không muốn kiểu như là dây dưa. Mất nhiều thời gian. Dạ đúng rồi. Thái. Nhưng mà những cái người em thích người ta có biết em thích người ta không? Tại vì em là cái tiếp người nhiều khi em cũng thẳng lắm. Ví dụ em thích bạn đó thì có thể em sẽ bày tỏ. Nhưng mà em bày tỏ một cách khéo léo, kiểu là không làm lỗ để cho người ta phải sợ mình. Bày tỏ kiểu nào để người ta cũng sẽ tôn trọng mình. Người ta vẫn giữ liên lạc với mình. Dạ. Nhưng mà bày tỏ một vài lần nhá nhá hoài mà thấy bên đúng kia rồi, không chị, có lấy nhưng là mà mình thôi. Em thấy kiểu người ta cũng từ chối khéo thì em cũng biết cái đó thì em sẽ không bao giờ mình như là mình làm phiền người ta nữa. Chính thức là chưa có một mối tình nào chính thức hết. Dạ. Có hối tiếc gì về cái tuổi thanh xuân của mình không? Dạ, thanh xuân của em thì cũng có một lần hối tiếc. Đó hối là tiếc. Năm cuối em đang đi thực tập để làm chính trị hành nghề á. Thì lúc đó là chị em có làm mai cho em cái anh đó. Nhưng mà anh đó thì đã có một đời vợ và đang có một đứa con. Anh đang nuôi một đứa con của vợ đầu á, là 10 tuổi. Thì sau khi em biết anh đó là từng có gia đình rồi thì em đã không có đồng ý. Mặc dù là anh đó cũng có nhắn tin. Nhưng mà sau này thời gian qua đi á, thì thời gian sau thì anh đó cũng có gia đình. Thì em mới thấy là anh rất là thương yêu gia đình, chững chạc, biết quan tâm. Thì em cảm giác là con nuôi tiệc. Dạ. Lúc đó mình cũng mới rồi, mình chưa có tình yêu. Mình lại nghĩ rằng là mình cái người đó không xứng với mình, đúng không? Nên mình phải có một cái người nó giống như mình, một cái thanh xuân. Tại em thấy cái rào cản là em nghĩ là ngày xưa anh đó là từng có một đời vợ rồi. Nên em cứ nghĩ là đàn ông một đời vợ thì chắc là có cái gì đó nên vừa mới bỏ. Nhưng mà sau này thì em nghĩ ra thì em thấy là cũng không hẳn là như vậy. Không phải người đàn ông nào một đời vợ cũng xấu. Đó cũng là cái kinh nghiệm sống cho mình để sau này mình sẽ cẩn thận hơn, mình đừng vội vàng trong những cái quyết định. Em muốn tìm một người chồng trong tương lai như thế nào? Em muốn tìm một mẫu người là biết suy nghĩ, chín chắn. Tại vì em là người sống thiên về cảm xúc. Em thích dựa dẫm về cái cảm xúc hơn là vấn đề tài chính. Với lại biết lo toan cho gia đình. Tại em cũng là tiếp người lo cho gia đình. Em đi đâu hay làm gì em sẽ việc nhà là em phải xong xuôi em mới đi chơi. Có cái mẫu người lý tưởng ra làm sao không? Mẫu người lý tưởng thì cao tầm 1m7 trở lên. Rồi. Khuôn mặt ưa nhìn, lại tính cách hài hước một xíu. Rồi, chắc bạn này được á. Em cao mét mấy? Mét 67. Mét 67 là cũng được rồi. Hài hước, lịch thiệp. Chị thấy là tương đối bên về bên ngoài thì hai bạn có thể là hợp với nhau. Còn bên trong thì tụi em tự tìm hiểu thêm nha. Trời ơi, rồi ông lấy hình này hồi ông đi học hả? Đông con, năm em 27 tuổi, năm em 30. Này đi đâu đây? Đi thực tập sư phạm. 27 tuổi sao trẻ măng vậy trời? 27 tuổi tôi tưởng nó học sinh chứ. Đây, ảnh đó, kiếm ảnh đi. Cao 1m67, 27 tuổi.
1, 2, 3, 4, 5 cô gái. Em cao mét mấy? Em cao 1m52 ạ. 1m52, đó. Đâu, anh nào? Em đoán là anh này. Ủa sao mấy cái anh đứng chần dần phía trước không đón đón cái anh núp lùm ở đằng sau vậy? Núp về nên mới bị giận đó chị. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà nếu anh đó thì thấy ổn không? Không ổn chị. Ổn ha. Dạ. Rồi, chị nói được mà. Đâu, cô nào? Như mét năm hai là bạn áo đỏ. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22h30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22h45 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Nếu bạn đó thì chịu không? Chịu luôn. Chịu luôn? Ủa gì vậy? Là ai cũng chịu hết trơn hả? Có, thí dụ ở đây nè, nếu là bạn này thì em. Rồi nếu bạn khác? Bạn khác em không chịu, đúng bạn này em mới chịu. Đúng bạn này em mới chịu. Đúng bạn này là đúng bạn nào? Đúng bạn này là đúng bạn này hay đúng bạn này là đúng bạn này? Bạn bên kia. Nhưng mà em chỉ vô con áo đỏ rồi rủi mở ra không phải cổ rồi sao? Không mở cổ thì chủ yếu là có cảm nhận như vậy thôi. À cái này là đoán vậy thôi. Đoán. Còn cái cô bên kia là cỡ nào cũng chịu hết. Tại vì điều dưỡng là em thích rồi. À đó thấy không? Dứt khoát vậy là bên này là cỡ nào cũng chịu. Nãy chọn chọn cô áo đỏ nha. Rồi bây giờ thì hãy nhìn vào cánh cửa trái tim nha. Chị Tường sẽ mở cửa trái tim cho tụi em gặp nhau. Cầm cái hình đi rồi coi lại coi cổ là cô nào nha. 1, 2, 3. Là bạn áo bông? Dạ không, áo hồng đang ngồi á. Nhìn không ra, dễ thương quá nhìn không ra. Trời ơi, cũng biết nói dễ thương quá. Chịu không, cô này được không? Dạ được. Được phải không? Dạ. Chắc chưa? Dạ. Sao rồi hỏi ảnh coi phải anh đó không? Xin chào anh này đúng không? Hay ghê, ba cái anh đứng đầu ổng chọn chọn cái anh núp hơn sao? Đây là khi là mình làm thì mình có tặng. Tặng cho bạn thì Tết nó sẽ ra hoa. Tết là sẽ lên hoa hả? Dạ. Chắc không á? Dạ chắc. Dạ rồi em cảm ơn. Thông qua chương trình thì em cũng có món quà nhỏ muốn gửi đến anh ạ. Rồi. Cái đồng hồ. Hôm nay em tặng anh cái đồng hồ là em muốn gửi tới một thông điệp là thời gian khi mà đi thì sẽ không có quay trở lại. Nên khi có một cái khoảnh khắc nào đó mình bỏ lỡ thì mình sẽ không còn cơ hội để quay lại khoảnh khắc đó nữa. Từ đây nếu mà mình có cơ hội sau chương trình này thì anh sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội này để mà tiến tới xa hơn. Hơi rung, ảnh hơi rung nhưng mà rất là chân thành. Rồi, thôi bây giờ vậy nè, nhiều khi tôi ngồi đây làm kỳ đà cắn mũi nha. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài chút xíu để cho hai bạn tự do thoải mái trò chuyện với nhau một chút, cùng ăn một cái bữa cơm với nhau rồi trò chuyện một chút xíu, chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn thưởng thức. Đây là món canh chua cá lóc với nước canh trong vắt từ me chua đặc sắc, đi kèm với thịt cá lóc tươi ngon có hương thơm hấp dẫn. Và đây là bồ câu nướng đồng quê với vị ngọt tự nhiên của thịt bồ câu hòa quyện cùng với mùi thơm đặc trưng của mắt kén, lá mắt mật cùng với gia vị đặc biệt. Và các bạn cũng có thể là uống trà vải hoa hồng và whipped cream cold brew coffee. Rồi, hai bạn vừa thưởng thức vừa trò chuyện với nhau. Rồi, trên bàn thì có sẵn những cái lá bài chị Tường để sẵn, thấy không? Mình lật từng lá một, mình trò chuyện theo những cái chủ đề ở trong này. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại, được không? Một lát nữa là em gái sẽ lật trước nha, từng lá nha. Rồi, mời hai em. Dạ, em cảm ơn chị. Em ở trên đây, em ở quận mấy? Trước này em ở quận Tân Phú, sau này thì dịch thì em có chuyển qua Bình Tân để sống một mình để tiền đi làm á. Anh mời em ăn nha. Dạ. Hôm nay là anh nói là anh đang làm công việc gì? Anh kinh doanh sỏi đá trang trí. Là mình tự kinh doanh hay là của gia đình? Của gia đình, có nghĩa là anh chỉ phụ gia đình anh làm thôi. Thường thường em đi làm là em đi làm mấy giờ mới về? Bình thường là em sẽ đi làm giờ hành chánh với lại tham gia trực đêm á. Ngày nào trực đêm thì có thể là hôm nay sáng hôm nay đi làm, sáng hôm sau về. Còn giờ hành chánh thì sau 4:30. Vậy là thí dụ mình có hẹn nhau đi đâu đó thì có thể sắp xếp được ngày cuối tuần không? Hoặc là ngày trong tuần? Ngày trong tuần thì sau giờ làm em vẫn đi được. Còn cuối tuần thì những cái ngày không trực thì em vẫn đi được bình thường. Ok. Trong đây thì anh cũng cảm thấy là có một cái là trọng nam khinh nữ thì anh không hiểu cái câu này của em lắm, em có thể giải thích cho anh không? Cái câu này thì ý em muốn nói là ví dụ giả sử như là sau này mà lấy vợ về á, anh có quan trọng việc là vợ sinh con gái hay là con trai đầu lòng hay không? Anh không quan trọng, con nào cũng là con. Anh là con thứ mấy trong gia đình? Anh là con thứ hai. Ở nhà anh có bao nhiêu anh chị em? 6, là 6 anh em trai, không có gái. Có một việc nữa anh hỏi là em có đạo không? Thí dụ sau này á mình có cưới nhau về á,
thì bên đạo anh thì buộc phải đi học cho lý hôn nhân và ra nhà thờ làm lễ, thì em có chấp nhận không? Anh là theo đạo Công giáo, em thì cũng không có quan trọng về đạo lắm. Nếu mà cái thủ tục đám cưới như vậy thì mình sẽ theo thôi. Còn vấn đề sau này em có muốn theo đạo hay không thì anh có, anh nghĩ sao? Bên đạo anh thì nó có như vậy nè, thì đạo ai nấy giữ, không quan trọng về đạo. Thì ba mẹ anh cũng đâu có đạo, mẹ anh thì có đạo, ba anh không có đạo. Thì khi mà cưới nhau về thì chỉ ra nhà thờ làm phép chuẩn rồi đạo ai nấy giữ. Và sau này thì có đứa em của anh nó đi tu á, thì ba anh mới vào đạo, vì thương con thì vào đạo thì mới được đi tu. Thì anh cũng không quan trọng, có nghĩa là trong cái cuộc sống gia đình á thì mình thương yêu nhau, hạnh phúc nhau, rồi không cần có đạo để làm gì, chỉ cần như vậy là hạnh phúc thôi. Này em cũng có nghe nói là anh hơi nóng tính đúng không? Đúng, hơi nóng tính. Khi anh đang làm thì có người nào nói vô và sau đó anh sẽ nguội lại. Dạ, giờ em hỏi nha, ví dụ người yêu dần thì anh sẽ làm cách nào để dỗ cô ấy? Thì có nhiều cách, nhất là đi dẫn đi chơi hoặc là đi ăn, đi xem phim, làm những việc mà cô ấy thích. Ví dụ dẫn đi ăn đi chơi, có nói gì đó khiến cho cô ấy là tâm trạng tốt hơn không? Nhiều khi ví dụ anh không nói mà anh chỉ dẫn đi chơi thôi thì cô ấy cũng đâu có đồng ý. Có chứ, tùy vào cái hoàn cảnh và dẫn về cái gì thì anh sẽ lôi những cái chuyện hài hước và anh sẽ nói. Chắc chắn là anh nói nhiều lắm, tại lên đây run quá. Ví dụ trong công việc hàng ngày thì anh có phù vợ mình là như là dọn dẹp nhà cửa, việc nhà, nấu ăn đồ này kia không? Có chứ. Giả sử như em đi, em thì thỉnh thoảng là nhiều khi đi trực, hôm sau về ra trực thì có thể em mệt, em sẽ đi ngủ. Thì anh nghĩ sao về vấn đề đó? Thì cái đó là công việc mà, đã anh nói là tôn trọng cái công việc thì anh hiểu tính chất công việc như thế nào. Không sao, mọi thứ anh lo. Sáng có thể anh nấu ăn sáng, nhà thì để anh dọn. Thì có để hôm em khỏe thì em làm lại phụ anh, cũng không sao. Em cũng nghĩ vậy, em cũng muốn là giống như là giữa bằng nam với bằng nữ là trong công việc thì mình phải bình đẳng, chia sẻ nhau. Chứ không phải là phân ra ở cái việc đó là người phụ nữ trong gia đình phải lo hết. Đúng. Giờ là cái trách nhiệm là chung hết rồi, không là của riêng ai hết. Đúng. Yeah. Thầy cho anh hỏi một câu là thí dụ mà đi làm vậy, kinh tế gia đình thì anh đưa em giữ được không? Cái đó thì tùy anh thôi, em không có quan trọng chuyện là giữ tiền của chồng. Tiền ai nấy giữ cũng được, nhưng mà khi em thiếu thì có thể là em sẽ xin hoặc là gì đó. Còn ý của em là gia trưởng và vũ phu thì em giải thích cho anh phần này được không? Em thì không thích đàn ông gia trưởng với lại vũ phu. Anh có nhận cái đó không? Nếu mà ví dụ dần vờ mình một cái gì đó quá, cô ấy cãi, anh có đánh không? Anh không bao giờ đánh con gái. Anh có chắc chắn vào điều đó không? Chắc chắn, anh rất là chắc chắn. Cho dù anh có uống bia vô, anh cũng không đánh con gái. Còn về phần gia trưởng? Gia trưởng thì anh chỉ gia trưởng cái phần mà em sai, anh chỉ nói một lần thôi. Còn nếu em sửa hay không, đó là anh góp ý kiến sau nữa. Nhưng mà ví dụ anh quen một người nào đó, anh có bắt buộc là người ta phải theo ý mình là phải thế này thế kia hay không? Bây giờ là thời buổi hiện đại, giống như là anh muốn bạn gái anh ra đường anh mặc chỉnh chu là được, là không có hở này hở kia là được, là em thích mặc gì cũng được, anh không có để ý. Và em thích cái gì, những điều em thích anh sẽ tôn trọng hết, thì trừ những cái điều mà sai trái ra thôi thì mọi thứ anh ủng hộ em hết. Đó là mình tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng sở thích lẫn nhau. Thì hồi nãy giờ thấy nghe hai em trò chuyện với nhau thì chị thấy là trong cuộc sống không thể nào mà mình mới gặp nhau mình hiểu nhau được hết đâu, cũng không thể nào mình cùng quan điểm với nhau hết. Cái chính là trong cuộc sống bạn bè cũng vậy, muốn thân với nhau phải trò chuyện tâm sự với nhau nhiều. Vợ chồng cũng vậy, muốn hiểu nhau là mỗi ngày cũng phải mỗi trò chuyện với nhau, trao đổi. Quan trọng là mình chịu trao đổi, giống như em nói có cái mối tình mà không chịu chia sẻ thì rất là khó, đúng không? Đúng. Không có sợ là trái quan điểm, chỉ sợ không chịu chia sẻ quan điểm thôi. Tính em là hay thích chịu đựng một mình lắm, có nghĩa là khi mà tại cùng cảm xúc của em thì đôi khi cũng khá mạnh mẽ chị. Giống như có một cái chuyện gì buồn, cho dù em đi làm ở ngoài xã hội về có chuyện gì buồn, em cũng không bao giờ về tâm sự với gia đình, ba mẹ hoặc là anh chị hoặc là kể lể. Có nghĩa là em sẽ tự mình em trải qua và em sẽ lấy những cái chuyện đó đôi khi sẽ làm rút kinh nghiệm cho mình. Nhưng mà như vậy nó cũng khổ tâm lắm. Ok, vậy cũng tốt đối với ba mẹ, nhưng sau này mình đã có cái người đàn ông của mình rồi, đương nhiên cái chuyện công việc thì mình nên chấm dứt ở tại cái chỗ làm. Nếu như em không có băn khoăn, em bỏ đó rồi em về em chỉ lo chuyện gia đình thì cái đó là quá tốt, em rạch ròi giữa công việc và gia đình. Nhưng nếu như có những cái việc mà nó thật sự nó ảnh hưởng, em về đến nhà em vẫn bị ảnh hưởng. Nói chứ nhiều khi đi làm hôm nay bực bội cái gì đó thì về vẫn bực, chứ đâu có bỏ lại hết ở công ty được đâu, đúng không tụi em? Đúng. Thì mình nên chia sẻ với cái người bạn đời của mình để người ta hiểu là hôm nay mình đã trải qua cái chuyện gì. Thế thì hôm nay nãy giờ đến giờ phút này thì em có suy nghĩ gì về cái người bạn mà chương trình đã dành cho em ngày hôm nay? Trước khi bấm nút hẹn hò thì anh có suy nghĩ như vậy. Em là một người con gái tốt thì anh rất thích những người con gái làm điều dưỡng, có thể về chăm sóc gia đình này kia. Thì anh thấy em là hợp với anh về cái công việc, còn về tính cách thì để mình tìm hiểu sau. Thì sau chương trình này thì em hãy cho anh một cơ hội để tìm hiểu nhau hơn, nhiều hơn. Bản thân em thì hiện tại em có cảm nghĩ như thế nào, có suy nghĩ như thế nào, có cảm xúc gì hay không? Thật ra thì em cũng chưa có cảm xúc nhiều. Em muốn tìm kiếm một người là trưởng thành xíu, trưởng chàng xíu.
để giống như là khi mà em sai cái gì đó, người ta có thể là chỉ bày cho em để em biết là cái đó là mình sai, để em dựa dẫm. Thế thì bây giờ đó là cái suy nghĩ của mỗi người. Chị chia sẻ lại là cái thời gian ở chương trình nó rất là ngắn, cái nó không đủ để mình hiểu nhau đâu. Chủ yếu là mình có nắm bắt cái cơ hội hay không. Cái trách nhiệm của chị Tường cũng như chương trình là cố gắng hết sức để tìm những cái người, những cái hồ sơ đăng ký chương trình mà tương ứng là nó hợp với nhau nhất trên cái lý thuyết để mà mai mối kết nối lại với nhau. Còn muốn đồng điệu, muốn tiếp tục thì tụi em phải tự cho nhau cơ hội và nắm bắt. Và mọi thứ trên cuộc sống này thì chị muốn nói với Hiên là nó chỉ mang một giá trị tương đối, nó không thể nào có cái sự tuyệt đối. Còn mọi thứ là do cái duyên của mỗi người nữa nha. Và chương trình luôn tôn trọng ý kiến của các em. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, muốn cho nhau một cái cơ hội nữa để tìm hiểu, để tiến xa hơn, thì hãy giữ lấy cơ hội đó, bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu mà cảm thấy là chưa được thì mình có quyền lấy tay ra. Suy nghĩ cho kỹ nha. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Ba. Giả sử như em đi, em thì thỉnh thoảng là nhiều khi đi trực, hôm sau về ra trực thì có thể em mệt, em sẽ đi ngủ. Thì anh nghĩ sao về vấn đề đó? Thì cái đó là công việc mà, đã anh nói là tôn trọng cái công việc thì anh hiểu tính chất công việc như thế nào. Hai. Thì anh rất thích những người con gái làm điều dưỡng, có thể về chăm sóc gia đình này kia. Thì anh thấy em là hợp với anh về cái công việc. Một. Tôi ép tim quá. Có lẽ em cũng biết cái ý bạn gái là cũng chưa có muốn chọn mình, nhưng mà em vẫn chọn. Em hãy cho anh một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Thật ra thì em cũng chưa có cảm xúc nhiều. Em muốn tìm kiếm một người là trưởng thành xíu, trưởng chàng xíu. Thì đó là một cái sự quyết liệt của em, giống như chị nói là cứ làm những cái gì mình nghĩ để mình không ân hận. Và chị hy vọng rằng là hôm nay mặc dù là tại chương trình thì mình chưa có cái duyên với nhau, chị chỉ chúc cho hai em là nhiều sức khỏe. Cảm ơn hai em rất là nhiều đã tin tưởng chị Tường, tin tưởng chương trình và đến đây. Cái duyên hôm nay chưa tới, nhưng chị mong rằng là biết đâu một cái ngày không xa, một cái duyên nó sẽ bất ngờ nó đến. Và đó sẽ là một cái mảnh ghép thật sự phù hợp với các em.